Xin chào anh em. Hiện tại Trần Quang đang có mặt tại khu này là khu đường Tăng của Minh Phú Sóc Sơn. Khu này là một trong những cái khu mà có rất nhiều nhà xưởng, gần như là nó gọi là một cụm công nghiệp nhỏ đấy. Thì ở đây nó có rơi tầm 30-40 cái nhà xưởng trải dài khắp cái dọc đường Tăng này. Một cái bất thành văn là gần như Sóc Sơn coi đây là một cái cụm công nghiệp nhỏ, kiểu cụm công nghiệp tự phát ấy. Nó có những cái nhà xưởng thì có sổ đỏ và có những cái nhà xưởng thì chưa sổ đỏ. Hiện tại thì Trần Quang đang có một lô đất là rộng 2.300 m. Đây anh em có thể thấy này. Đấy, bắt đầu từ cái nhà xưởng này là toàn bộ cái hàng rào lưới đây. Và bao gồm cả cái nhà xưởng đang hoạt động này nữa, nhà xưởng, nhà điều hành này nữa, thì nó rơi vào tầm 2.000, chính xác ra là hơn 2.200 m một chút. Và mặt tiền của nó là 30 m. 30 m mặt tiền đã có sổ đỏ rồi, hai sổ đỏ, và tổng diện tích đất ở là 300 m, còn lại là đất vườn liền kề. Rất rõ ràng cho anh em để đỡ phải hỏi nhiều. Thì hiện tại là cái khu nhà xưởng thì vẫn đang hoạt động bình thường. Hiện tại đang bán cái lô đất này thì đang bán với giá 4,2 triệu đồng một mét. Chốt cứng là 4,2 triệu đồng anh em nhé. Đây, nhà xưởng đang hoạt động đây. Đấy, toàn bộ nhà xưởng đang hoạt động. Đây là nhà cái văn phòng điều hành của chỗ anh Toàn đây. Thì cái đường trước mặt của nó là đường Tăng, còn phía sau của nó là một cái đường bê tông nữa, rộng khoảng 5 m nữa, nó là đường bê tông. Tức là nó lô đất này là lô đất hai mặt đường, nhưng thường thì đường sau thì để làm thoáng là chính. Nhưng đường 5 m thì ô tô tải của anh em tầm 7 tấn, 10 tấn thì vào vẫn ok. Đấy, và đây là mặt bằng. Nhà xưởng này cao 2 tầng anh em nhé. Tổng tiền con này nó rơi tầm 9 tỷ anh em ạ. Nếu anh em nào có nhu cầu làm nhà xưởng và thấy thích có một cái lô mà ổn định, có tính pháp lý cao, có sổ đỏ rồi, thì có thể đây là một trong những cái lô rất là phù hợp. Ok, nếu anh em nào mà có quan tâm thì điện thoại cho Trần Quang nhé. Số 0963711313 nhé. Xin chào, hẹn gặp lại anh em.